kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Hồng Anh. Hôm nay thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2016, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Rủi ro sẽ vẫn diễn ra ở đô thị văn minh khi mà những chiếc bẫy di động không được cơ quan có thẩm quyền nhìn nhận, đánh giá và xử lý đúng mức. Quảng Ninh, bốn bà cháu trong một nhà tử vong trong đêm, nhiều khả năng đã bị sát hại để cướp tài sản. Hải Phòng, hàng nghìn lồng nuôi cá đua nhau mọc lên, bức tử môi trường biển Cát Bà. Trong phần tin quốc tế, Syria ám ảnh bé gái bị chôn vùi trong đống đổ nát sau không kích. Thưa quý vị, mở đầu bản tin bằng những thông tin liên quan đến vụ tai nạn xảy ra tại khu vực ngõ 66 phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khiến cho bé trai sinh năm 2007 kém may mắn đã bị tấm tôn trên một chiếc xe xích lô cứa vào cổ và tử vong trên đường đi đến bệnh viện. Hơn 5 giờ sau vụ tai nạn thương tâm, tại ngõ 66 đường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, chỉ còn lại những vũng máu. Nhưng đứa trẻ vẫn vô tư đạp xe đi lại qua khu vực tai nạn. Chỉ có những người chứng kiến thì vẫn còn bị ám ảnh. Cồng kềnh, em thấy là cái xe đấy hơi cồng kềnh. Chỉ có cái đầu trên mũi đầu tôn ở phía đầu này thì có bọc vải thôi. Chứ còn đằng sau này thì không. Thì mà mấy em bé đấy là đâm vào cái từ cái đằng sau ấy luôn. Cách đó vài trăm mét, tại gia đình nạn nhân, không khí tan thương vẫn bao trùm. Tất cả người thân, hàng xóm cũng đã có mặt. Họ ngồi lại và kể cho nhau nghe về vụ tai nạn thương tâm, về chiếc xe xích lô gây tai nạn. Tất cả đều chưa hết bàng hoàng vì những chiếc xe chở vật liệu cồng kềnh hàng ngày họ vẫn thấy, thì ngày hôm nay nó lại chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của con, của cháu họ. Nhưng qua cái việc này thì chúng tôi rất là mong muốn là các cơ quan chức năng cũng như là bám sát vào những cái việc này, có những cái được cảnh báo hoặc là những cái khi chuyển vận chuyển những hàng cồng kềnh này thì cũng nên là có một cái sự cảnh báo và có cái trách nhiệm thêm. Trước đó vào khoảng 15 giờ chiều ngày 23 tháng 9, tại khu vực gần ngõ 66 phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Bé Trần Minh Hùng đi xe đạp cùng một nhóm bạn theo hướng Giải Phóng, Đền Lừ. Đến khu vực trên, bé đã bất ngờ đâm vào một chiếc xe xích lô chở tấm tôn dài đang dừng đỗ trên đường. Vụ việc khiến bé bị tôn cứa vào cổ, tử vong trên đường đi cấp cứu. Tình trạng xe xích lô, xe ba gác chở vật liệu xây dựng, hàng cồng kềnh là hình ảnh quá quen thuộc tại các khu đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Cái chết thương tâm của đứa trẻ vô tội gần như là một hồi chuông cảnh tỉnh để lực lượng chức năng không bỏ lọt vi phạm. Đến thời điểm này, nhiều người vẫn còn chưa hết bàng hoàng và thương xót trước cái chết đau lòng của bé trai 9 tuổi. Ngày hôm nay, khi nhìn nhận lại sự việc, nhiều bác sĩ cho rằng cháu bé xấu số có thể đã có cơ hội được sống nếu như được sơ cứu cầm máu ban đầu đúng cách. Người đàn ông trực tiếp đưa cháu vào bệnh viện cho biết, khi phát hiện sự việc đã lập tức đưa cháu đi bệnh viện. Trên đường đưa đi, cháu bé đã chuyển sang tái lạnh và thỉnh thoảng co giật người. Các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai xác nhận họ không thể cứu được bởi cháu bé mất máu quá nhiều. Nhiều bác sĩ cho rằng với vết thương mạch máu như trường hợp này, nạn nhân chết vì mất máu. Vì thế ở khâu sơ cứu tại hiện trường, chỉ cần tìm cách cầm máu, sau đó đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhanh nhất. Những vết thương dạng này cũng không phải phẫu thuật phức tạp. Chỉ cần mổ cấp cứu 10 phút là bác sĩ có thể nối được mạch máu, cứu sống nạn nhân. Các bác sĩ cũng cho biết, kỹ năng sơ cứu vết thương mạch máu không quá phức tạp. Người thực hiện sơ cứu chỉ cần bình tĩnh lấy tay bịt vết thương bằng vải, quần áo, khăn hoặc bất cứ vật liệu nào có thể bịt để cầm máu như chiếc dây nịt chẳng hạn, sau đó đưa người bị nạn đi cấp cứu. Mất máu rất dễ dẫn đến tử vong, nhưng nếu biết cách sơ cứu thì hoàn toàn có thể cứu được. Sau vụ tai nạn thương tâm này, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đề nghị thành phố Hà Nội chấn chỉnh hoạt động của xe thô sơ chở hàng cồng kềnh tham gia giao thông. Theo đó, thì thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông dẫn đến những vụ tai nạn.
đồng thời ra soát, sửa đổi bổ sung các quy định nhằm siết chặt quản lý hoạt động vận tải của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự tại địa phương, tăng cường công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông đối với các phương tiện chở hàng công kênh quá khổ, quá tải, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Thưa quý vị, có nhiều nguyên nhân dẫn đến câu chuyện đáng buồn này. Đó là trách nhiệm quản lý con cái của gia đình. Đó là trách nhiệm quản lý việc vận chuyển vật liệu xây dựng của các cơ quan chức năng. Nhưng còn một vấn đề khác. Đó là việc một học sinh tiểu học lại vui chơi ngoài đường, chứ không phải là ngồi học trong trường vào lúc 15 giờ ngày thứ 6, cũng được xem là một phần nguyên nhân của sự cố. Trách nhiệm này thuộc về ai? Câu trả lời lại càng khiến cho chúng ta phải suy nghĩ. Việc học sinh Trần Minh Hoàng nghỉ học ngày thứ 6 không phải chỉ diễn ra ngày hôm qua mà đã là quy định của trường tiểu học Tân Mai, Hà Nội. Theo đó, học sinh của trường sẽ luân phiên nghỉ học một ngày trong tuần và sẽ đi học bù vào ngày thứ 7. Việc này phần nào gây nhiều bất tiện cho gia đình, cho việc đưa đón cũng như quản lý trẻ trong những ngày nghỉ là những ngày trong tuần. Thứ 6 là ngày đáng nhẽ cháu phải đi học ở dưới trường. Nhưng quá tải, trường Tân Mai quá tải cho nên nó phát sinh cái chuyện là học theo ca, học theo giờ. Cho nên là cái giờ này của các cháu đi học, đáng nhẽ giờ này ba xảy ra vào lúc là vào buổi học tiết học buổi chiều. Nhưng mà hôm nay lại rất là, và đúng là hôm cháu được nghỉ. Mà đúng ra thì học sinh chỉ được nghỉ thứ bảy và chủ nhật thôi. Cách đây ít giờ, học sinh trường tiểu học Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội vừa tan học. Nếu không có sự cố ngày hôm qua, thì ngày hôm nay Hoàng cũng phải đi học ngày thứ bảy và đang ra về cùng số học sinh này. Bởi vì lớp của em đã được nhà trường xếp lịch nghỉ vào ngày thứ 6. Trường tiểu học của chúng tôi thì rất là nhỏ, khiêm tốn, mới có 3 tầng. Số lớp học nó không đảm bảo cho quý ngần ý dân, không kể là những người dân lân cận mà họ trên cái điều kiện là họ đến công tác tại địa bàn phường. Vì trường tiểu học Tân Mai nó gần mặt đường, nó ở trên mặt đường, trên cái việc đưa đón con em họ thuận tiện, trên họ rất là muốn là cho con em mình học ở đây. Với nguyện vọng chính đáng của người dân mà nó phù hợp với cái việc là tạo điều kiện cho trẻ em đi học thì chúng tôi không thể từ chối. Phường Tân Mai tập trung nhiều khu đô thị, khu chung cư của quận Hoàng Mai. Hiện toàn phường có tới 2.000 trẻ ở độ tuổi tiểu học, nhưng chỉ có một trường tiểu học. Trả lời phóng viên VTC, bà Nguyễn Thị Thương, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Mai cho biết, dù có bất tiện, nhưng nhà trường vẫn phải tổ chức học luân phiên. Điều này có nghĩa, nếu các gia đình không có biện pháp quản lý con cái trong những ngày nghỉ, học luân phiên, thậm chí đó là những ngày mà phụ huynh vẫn phải đi làm, thì có lẽ sẽ vẫn có những câu chuyện đáng tiếc xảy ra. Trước khi xảy ra vụ việc khiến cho bé trai 9 tuổi tại Tân Mai, Hà Nội tử vong, thì những chiếc xe thô sơ chở hàng hóa cồng kềnh đã từng là thủ phạm gây ra rất nhiều những vụ tai nạn thương tâm khác. Tối ngày 24 tháng 9 năm 2015, một thanh niên 28 tuổi quê Đồng Nai chạy xe máy trên quốc lộ 1 hướng từ ngã tư An Sương đi Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe đi ngang qua phường An Phú Đông, quận 12, bất ngờ một xe tải chở tôn tấm từ trong cửa hàng lùi ra đường. Không kịp xử lý, nam thanh niên đã đâm vào ô tô tải, ngã xuống đường. Nạn nhân bị những tấm tôn cứa đứt cổ, chết ngay tại chỗ. Ngày 6 tháng 9 năm 2015, anh Nguyễn Tiến Thành, 36 tuổi, trú tại thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, Bình Thuận, điều khiển xe mô tô vác trên vai 4 thanh sắt, lưu thông trên quốc lộ 1A. Do vừa lái xe vừa vác thanh sắt dài, nên anh Thành đã để thanh sắt đâm vào đuôi xe khách 29 chỗ chạy cùng chiều. Cú va chạm làm anh Thành ngã xuống đường và bị chính một thanh sắt đâm vào cổ, khiến nạn nhân tử vong. Trước đó, ngày 1 tháng 5 năm 2015, anh Thái Đình Kiên, 31 tuổi, Nghệ An, trong khi lưu thông, xe máy anh Kiên va chạm với một xe ba gác máy, chở thêm một cuộn tôn và thép cồng kềnh đang chuẩn bị sang đường theo hướng ngược lại. Do cuộn tôn chở trên xe ba gác máy quá cồng kềnh, cuộn tôn này đã va vào cổ, khiến anh Kiên đang ngồi trên xe máy rơi xuống đường. Giữa lòng đô thị văn minh, sự ra đi oan uổng của một em bé 9 tuổi vô tội khiến cho mọi người không thể cầm lòng. Điều đáng nói là cho đến ngày hôm nay, những chiếc xe chở đủ loại vật liệu xây dựng vẫn di chuyển nhan nhản ở trên đường, nghênh ngang như là một cái bẫy mà nhiều người ví như là một công cụ giết người di động. Một khi mà các cơ quan chức năng có thẩm quyền còn phớt lờ với những vi phạm này thì khó có thể tránh khỏi nhiều rủi ro với mọi đối tượng, không chỉ là trẻ em.
Đây là hình ảnh trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội mà chúng tôi ghi nhận được vào 10 giờ sáng nay. Hai chiếc xe thô sơ chở theo những thanh thép dài hàng chục mét di chuyển nghênh ngang trên đường. Nó đi vào các ngõ nhỏ, xuyên qua dòng phương tiện đông đúc như những lưỡi dao, lưỡi kiếm di động. Trên lộ trình gần 3 km, bất chấp những nguy hiểm, phiền toái gây ra, xe chở vật liệu xây dựng vẫn thoải mái di chuyển. Bọn tôi là có những cái hệ thống là người ta chuyên chở, thì cái người chuyên chở đấy là phải chịu trách nhiệm về vấn đề là mang hàng đến cho khách hàng. Bởi vì là người ta đi trên đường là người ta hoàn toàn người ta phải đảm bảo cái an toàn giao thông. Em để làm thuê không biết được. Trên rất nhiều tuyến phố của thủ đô Hà Nội như Trương Định, Giải Phóng, Đê La Thành, đầu đầu cũng thấy cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. Từ đây, những thanh thép, tấm tôn được lấy và trăng tạm bợ lên chiếc xe máy hết đát, xe thô hoặc xe thường bình. Hình ảnh này cho thấy thủ đô văn minh dẫu rất to, rất đông nhưng chưa thoát khỏi dáng vẻ của một cái làng. Ở đâu cũng có thể thấy cửa hàng vật liệu xây dựng phục vụ cho các tòa cao ốc, các khu đô thị mới. Và cứ thế, những chiếc xe chở vật liệu cứ lao đi vùn vút trên các con phố như thách thức và hù dọa người đi đường. Ví dụ người lớn thì nói gì trẻ con đi lại, những trẻ con mà khoảng tầm họ đi học ấy, trẻ con đi học tan học cũng rất là thế. Bây giờ nếu mà va chạm một cái trẻ con nó không có cái khả năng tự vệ, rất dễ va chạm và xảy ra tai nạn. Là mấy năm nay là xây 300-400 cái nhà thì bao nhiêu sắt thép, bao nhiêu vật liệu cháu biết đấy, không phải nói. Mà cái này là phải có biện pháp của chính quyền hoặc là ngăn cấm như nào, chứ dân nói người ta bỏ ngoài tai nó chả mình. Theo quy định, người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường chở hàng hóa phải đúng chiều cao, kích thước quy định bề rộng giá đèo hàng mỗi bên 0,3 m, vượt qua phía sau giá đèo hàng là 0,5 m, chiều cao là 2 m, mức phạt tiền 200.000 đồng đến 400.000 đồng. Tuy nhiên, thực tế những chiếc xe chở vật liệu xây dựng mà chúng ta vẫn thấy thì hoàn toàn khác. Cái công việc mà kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm vẫn còn hạn chế. Cái tình trạng vi phạm thì vẫn còn rất là nhiều. Cái nguy cơ mà gây ra tai nạn giao thông đối với loại xe này rất cao. Cái vụ tai nạn hôm qua thì là một cái vụ điển hình do cái vi phạm về cái việc mà chở vật liệu xây dựng ở trên địa bàn thành phố. Thường thì những người phải đi làm thuê, chạy xích lô đều là những người dân nghèo. Sự hiểu biết pháp luật hạn chế. Nhưng thêm một nguyên nhân khác không thể không nhắc đến, đó là có vẻ lực lượng chức năng hay bỏ qua những trường hợp vi phạm này. Hoạt động thì như tôi đã nói thì các phương tiện này là chủ yếu là hoạt động thứ nhất là hoạt động chui và tránh lực lượng chức năng. Khi mà không lực lượng chức năng mỏng thì là các cái xe này nó mới có hoạt động. Ai có thể ngăn chặn được những cái chết thương tâm, những vụ tai nạn cụt tay, mù mắt khi những chiếc xe chở sắt, thép, tôn lao đi trên phố đông người với một mức phạt lên tới 400.000 đồng. Khi câu hỏi này chưa có lời giải, thì người dân vẫn sẽ còn phải tiếp tục sống trong sợ hãi. Vì sau đứa bé, không biết ngày mai sẽ là ai. Tiếp tục bản tin với một thông tin đáng chú ý khác, một sự việc đang gây chấn động dư luận tỉnh Quảng Ninh cũng như là cả nước. 4 người trong cùng một gia đình gồm người bà 61 tuổi và 3 cháu nhỏ từ 3 đến 9 tuổi tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã chết bất thường trong đêm qua, nghi là bị sát hại. Sáng sớm nay 24 tháng 9, chị Vũ Thị Thanh đi làm ca đêm về nhà ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, hoảng hốt khi nhìn thấy xác mẹ và 3 đứa trẻ ở trong phòng. Các nạn nhân bao gồm bà Nguyễn Thị Hát, 61 tuổi, bé Phạm Đình Hưng, 9 tuổi, con trai chị Thanh, Phạm Thu Hà, 8 tuổi, con gái chị Thanh và bé Vũ Khánh Huyền, 3 tuổi, cháu ruột của chị Thanh. Thông tin ban đầu cho biết, trên người các nạn nhân có nhiều vết đâm, chém, nghi do dao.
nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nên đích thân Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh và Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến đã tới hiện trường để trực tiếp chỉ đạo việc điều tra, phá án. Cho đến 18 giờ tối nay thì lực lượng chức năng vẫn tiến hành phong tỏa hiện trường để có thể điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ thảm sát khiến cho 4 người thiệt mạng. Và căn cứ vào chứng cứ ở hiện trường cũng như là khám nghiệm tử thi và tài liệu thu thập được thì lực lượng chức năng xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã tiến hành khởi tố vụ án để có thể điều tra làm rõ sự việc. Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc gồm 2 tầng, nằm ở khu vực đông dân cư, vừa mới được xây dựng cách đây khoảng 2 đến 3 năm. Năm ngoái, chồng chị Thanh đã chết vì bị tai nạn, mình chị Thanh nuôi 2 đứa trẻ. Chị Thanh hiện đang làm tại cây xăng Phương Nam, thường xuyên phải làm ca đêm nên bà hát sang chồng cháu giúp. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ngày 24 tháng 9 năm 2016, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan tiếp tục tiến hành điều tra truy bắt đối tượng và đồng phạm, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ giết người nêu trên, xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Nguồn tin cho biết, chiều qua 23 tháng 9, có 2 thanh niên bịt khẩu trang đến hỏi thăm nhà nạn nhân. Căn nhà 2 tầng chị Thanh đang ở, dù ở khu dân cư đông đúc nhưng có tới 3 lối vào. Ngoài đường chính, còn có một lối vào từ ngoài ruộng và một lối đi trong xóm. Để kịp thời hỗ trợ cho gia đình nạn nhân, tỉnh Quảng Ninh quyết định hỗ trợ 6 triệu đồng một người chết, thành phố Uông Bí hỗ trợ 5 triệu đồng một người chết, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh hỗ trợ 3 triệu đồng một học sinh, phường Phương Nam hỗ trợ 2 triệu đồng một người chết và phối hợp cùng gia đình tổ chức mai táng cho các nạn nhân. Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại tỉnh Bình Dương. Tối ngày 23 tháng 9, tại cơ sở nuôi hổ của ông Ngô Duy Tân tại phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, người đàn ông có tên Lương Văn Hải, 40 tuổi, quê ở Thái Bình đã bị hổ vồ chết. Được biết là thời điểm trên, ông Hải vào trong chuồng vuốt ve và đút thịt vào miệng cho hổ ăn thì bất ngờ con hổ chồm dậy, tát nhiều nhát vào gáy và cổ khiến cho ông Hải gục xuống rồi tử vong sau đó. Anh Lương Văn Hải là nhân viên chăm sóc hổ tại cơ sở nuôi hổ có hơn 10 con hổ và đã có thâm niên làm việc nhiều năm nay. Tối cùng ngày, Công an thị xã Dĩ An và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân. Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu Công an huyện Đông Anh báo cáo việc nhà báo Trần Quang Thế, báo Tuổi Trẻ bị hành hung trên cầu Nhật Tân và giao văn phòng cơ quan điều tra xác minh để có hướng xử lý nghiêm. Sáng ngày 24 tháng 9, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau khi nắm được thông tin vụ việc, từ chiều ngày 23 tháng 9, ông đã giao văn phòng cơ quan điều tra PC44 vào cuộc làm rõ. PC44 đã làm việc với Công an huyện Đông Anh để nghe báo cáo về vụ việc, tìm hiểu nguyên nhân cũng như là xác định những người tham gia hành hung nhà báo Quang Thế. Ông Khương cho biết, Công an thành phố sẽ làm việc với các bên liên quan, ai vi phạm đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đấy. Sắp tới cũng cần xem xét lại cách phối hợp trong việc nhà báo tác nghiệp với việc công an làm việc nhiệm vụ để vì mục đích chung chứ không để xảy ra những sự việc đáng tiếc như vậy. Công an huyện Đông Anh cũng đã yêu cầu những cán bộ chiến sĩ có liên quan làm tường trình, báo cáo lại đầy đủ để PC44 xác minh sự việc. Thông tin sau đây có thể khiến cho những người đã và đang sử dụng thuốc nam phải giật mình. Đó là phần lớn dược liệu đang được buôn bán, sử dụng ở nước ta là hàng nhập lậu, không được kiểm soát về chất lượng. Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền Bộ Y tế mới đây cho biết chỉ mới cấp phép cho khoảng 1.400 tấn dược liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng được nhập khẩu về Việt Nam. Điều này cho thấy tình hình dược liệu vận chuyển chui đang diễn biến rất phức tạp và điều quan trọng là những hàng không được kiểm định chất lượng và không rõ nguồn gốc đó lại chiếm phần lớn thị trường dược liệu trong nước. Cụ thể là hàng năm, Việt Nam sử dụng khoảng 60.000 tấn dược liệu các loại, chỉ khoảng 1.400 tấn được cấp phép, còn lại là hàng buôn lậu trái phép, không rõ nguồn gốc, không qua kiểm tra về chất lượng. Vùng biển Cát Bà Hải Phòng từ lâu đã được ví như là kho báu mà thiên nhiên dành tặng bởi sự phong phú, đa dạng và quý hiếm của các loài sinh vật biển. Thế nhưng vài năm gần đây, môi trường biển tại đây đang bị đe dọa nghiêm trọng. Do thiếu quy hoạch, các doanh nghiệp và cá nhân đua nhau ra biển quây lồng nuôi cá. Việc phát triển ồ ạt các mô hình cá lồng không chỉ dẫn đến việc quản lý khó khăn mà còn gây ra những tác động về môi trường do nguồn thải từ các loại thức ăn. Gia đình ông Đinh Như Đang
ở Vịnh Lan Hạ, thị trấn Cát Bà, có 80 lồng nuôi cá. Trung bình mỗi ngày, hàng tấn thức ăn công nghiệp lẫn thủ công được thả xuống các lồng nuôi. Do không tính được lượng thức ăn đủ dùng, cá ăn không hết. Thức ăn hoặc lọt qua lưới xuống đáy biển hoặc trôi khắp khu vực biển gần đó. Tôi có 80 bô bè thì mỗi một ngày cho cá ăn khoảng 1 tấn mồi. Thì tôi cho đến đâu rồi tôi cứ nhìn. Cái tầm độ nó không ăn nữa thì thôi. Cùng với nguồn thức ăn khổng lồ mà các hộ nuôi cá đổ xuống vịnh, thì việc sử dụng các vật liệu để làm lồng bè cũng đang khiến môi trường ở đây trở nên ô nhiễm. Hiện nay rất nhiều các gia đình nuôi trồng thủy hải sản tại Cát Bà vẫn còn dùng những phao xốp như thế này để làm bè nuôi trồng thủy hải sản. Và một khi chúng được tách ra thành những mảnh nhỏ thì sẽ rất khó để có thể thu gom và chúng sẽ phát tán ra môi trường. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho môi trường biển ở Cát Bà đang gặp rất nhiều nguy cơ ô nhiễm. Mặc dù Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã có quy định các hộ nuôi trồng thủy hải sản trên biển phải dỡ bỏ các phao xốp trước ngày 30 tháng 9 năm 2016. Thế nhưng rất khó để thực hiện. Huyện cũng rất là tích cực trong việc thực hiện đề án sắp xếp lại các ô lồng nuôi trồng thủy sản ở trên vịnh, giảm thiểu việc sử dụng các cái vật liệu mà gây tác động tới môi trường, rồi tổ chức các cái chiến dịch làm sạch biển. Hiện nay trên các vịnh tại Cát Bà có tới gần 500 hộ nuôi với khoảng 8.600 lồng nuôi. Nếu như chúng ta sử dụng quá nhiều các cái chất thức ăn phụ gia rồi các cái chất kháng sinh trong cái nuôi trồng thủy sản thì sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của nước biển và ảnh hưởng đến cái thế giới tự nhiên, sự phát triển của các loài. Những lồng nuôi bè san sát nhau, nguồn nước thải sinh hoạt cũng vô tư đổ xuống biển. Và nếu không được quy hoạch một cách bài bản thì chắc chắn rằng mỗi năm biển Cát Bà sẽ còn phải gánh thêm hàng nghìn tấn chất thải từ những lồng nuôi cá như thế này. Chuyển sang phần tin tức quốc tế. Vào ngày hôm qua 23 tháng 9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã vừa thông qua nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới nhanh chóng ký kết Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện. Please raise their hand. Với 14 phiếu thuận và 1 phiếu trắng, Ai Cập, nghị quyết của Hội đồng Bảo an hoan nghênh những tiến bộ đã đạt được trong việc phổ quát hóa Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện CTBT. Hiệp ước CTBT đã được ký kết bởi 183 quốc gia, trong đó có tới 166 quốc gia đã phê duyệt. Theo đó, CTBT sẽ nghiêm cấm tất cả các vụ thử hạt nhân, dù đó là vì mục đích quân sự hay dân sự. Vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên là một thách thức đối với những nhà lãnh đạo của Hội đồng Bảo an. Đó là một thách thức, một mối đe dọa trực tiếp đối với hòa bình và ổn định thế giới. Và nghị quyết mà chúng ta đã vừa đạt được là một sự khẳng định rõ ràng về việc chúng ta đang từng bước thực hiện cam kết để đi tới việc chấm dứt các mối đe dọa của chiến tranh hạt nhân. Bên cạnh đó, nghị quyết của Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi 3 quốc gia chưa tham gia ký kết, gồm Triều Tiên, Ấn Độ và Pakistan, cùng 5 quốc gia ký kết nhưng chưa phê duyệt, gồm Mỹ, Trung Quốc, Ai Cập, Iran và Israel, những quốc gia thuộc phụ lục 2, nhanh chóng thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với cộng đồng quốc tế. Từ năm 1966, Ấn Độ, Pakistan và Triều Tiên đã tiến hành các vụ thử hạt nhân và là một trong 8 nước, bao gồm cả Mỹ, Trung Quốc và Iran, ngăn cản Hiệp ước CCBT đi vào thực hiện. Thưa quý vị, một vụ xả súng đã bất ngờ xảy ra tại một trung tâm thương mại tại bang Washington của Mỹ vào tối ngày hôm qua 23 tháng 9, khiến cho ít nhất là 4 người thiệt mạng. Hiện cảnh sát Mỹ đang truy tìm nghi phạm của vụ xả súng nghiêm trọng trên. Cảnh sát Mỹ cho biết vụ xả súng xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút tối ngày hôm qua theo giờ địa phương tại trung tâm thương mại Cascade ở thành phố Burlington, bang Washington, cách phía bắc của Seattle khoảng 105 km. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng được điều động tới hiện trường. Mọi tuyến đường xung quanh trung tâm bị phong tỏa. Cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa điều tra được động cơ gây án của nghi phạm, đồng thời cũng chưa có miêu tả chính xác về kẻ gây án. Tuy nhiên, chúng tôi đang cố gắng lần theo mọi dấu vết còn lại tại hiện trường để lần ra tên này. Hiện lực lượng cảnh sát đang tập trung tìm kiếm một nghi phạm là một người đàn ông khoảng từ 20 đến 25 tuổi, gầy, tóc rối màu đen và mặc áo màu đen. Cảnh sát chưa biết, hiện tại chưa có bất kỳ dấu hiệu nào của khủng bố.
Lệnh ngừng bắn kết thúc, cuộc sống của những người dân thành phố Aleppo ở Syria lại bao trùm bởi súng đạn và các cuộc không kích. Thành phố Aleppo tan hoang, nhiều trẻ em bị chôn vùi dưới các đống đổ nát là những gì có thể nhìn thấy trong các đoạn video được đăng tải ngày hôm qua 23 tháng 9. Trong đoạn video được đăng tải, những người đàn ông đang cố gắng đào bới những đống đổ nát để cứu một bé gái khoảng 4-5 tuổi sau một cuộc không kích tại thành phố Aleppo, Syria. Sau hơn 3 phút, cô bé được cứu ra và đưa lên xe cấp cứu, miệng không ngừng khóc, cả người đầy bụi, trên đầu có máu. Không chỉ khiến nhiều người thiệt mạng, các cuộc không kích còn biến thành phố Aleppo chỉ còn lại cảnh hoang tàn, đổ nát. Đây là ngày thứ hai kể từ sau khi quân đội Syria tiến hành một đợt không kích dữ dội vào phía đông thành phố Aleppo để tiêu diệt những phiến quân nổi dậy đang kiểm soát nơi đây, và đã có ít nhất 40 cuộc không kích đã xảy ra. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, khu vực phía đông bị bao vây 2 tháng nay, ước tính 250.000 người dân nơi đây đang sống trong cảnh thiếu thốn, cần nguồn viện trợ nhân đạo khẩn cấp. Vào ngày hôm qua, cảnh sát Ấn Độ đã vừa bị cáo buộc tham nhũng sau khi Tòa án Ấn Độ quyết định tha bổng cho hai người đàn ông bị buộc tội giết người trong vụ án giết hiếp một cô gái 15 tuổi người Anh tại Goa. Hai tên này đã từng bị cáo buộc sử dụng thuốc mê, lạm dụng tình dục rồi giết hại cô bé 15 tuổi người Anh Scarlett Keeling 8 năm trước đây. Lúc đầu, cảnh sát Ấn Độ kết luận Keeling bị chết đuối sau khi uống thuốc. Tuy nhiên, trước những phản ứng gay gắt từ gia đình Keeling, cảnh sát đã khám nghiệm tử thi lần thứ hai và kết luận cô bị cưỡng hiếp và giết hại. Tôi đã từng đặt rất nhiều hy vọng vào văn phòng điều tra Trung ương Ấn Độ, nhưng rõ ràng là họ hoặc là không đủ năng lực, hoặc là đã tham nhũng, và tôi thì không tin họ không đủ năng lực. Mark Keown đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc cảnh sát đang cố che đậy những sự thật về cái chết của con gái. Luật sư của gia đình Mark Keown cũng cho rằng, ngay từ đầu, cảnh sát đã muốn cái chết của Keeling chỉ là một vụ tai nạn. Thậm chí còn cho biết cơ thể của cô bé đã không được bảo quản đúng cách. Đồng thời, cảnh sát cũng không lập tức khám nghiệm. Điều này đã khiến cho bằng chứng quan trọng nhất của vụ án bị hư hại. Để kiểm soát tình trạng ô nhiễm không khí đang ngày một nghiêm trọng hơn, California, Mỹ mới đây đã vừa giới thiệu một điều luật mới để hạn chế sự ô nhiễm này. Theo luật mới, phân hủy khí metan chuyển đổi các chất gây ô nhiễm thành năng lượng. Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Melbourne và Trung tâm Y tế Tây Nam Australia đã phát triển loại phân tử nhân tạo hỗn hợp có thể chống lại và vượt qua được những vi khuẩn kháng thuốc cứng đầu. Đây được xem là một bước tiến đem lại cơ hội chữa trị tốt hơn và dựng nên hệ miễn dịch tốt hơn cho người bệnh. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin Nhật ký cuộc sống ngày hôm nay, 24 tháng 9 năm 2016. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin Nhật ký cuộc sống ngày mai.